Quý anh em nha. Thì mình có một cái con máy iPhone 6 này anh em. Một con iPhone 6, anh em coi tổng thể ngoại hình đi nha. Chỗ đây cá cắn một tí anh em. Máy nói chung là ngoại hình còn đẹp anh em. Cảm ứng còn ok nha anh em, rất là mượt. Nói chung là máy này là mình bao anh em là full chức năng, không trục trặc một cái gì hết nha. Giá tí mình sẽ báo cho anh em, rất là yêu thương luôn. Mình chỉ còn một máy ra thôi nha. Máy này thì chỉ được một cây thôi, không có nhiều nha. Đó, ngoại hình tổng thể đẹp. Kính chắc cũng 1-2 vết xước nhẹ. Và mình đã dán cường lực sẵn rồi nè anh em. Gắn cường lực luôn nha. Các khách anh em chờ mình xíu nha. Rồi, do anh bận khách tí anh em. Test lại anh em coi luôn ha. Wi-Fi là vô ok nha anh em. Cho anh em coi cấu hình luôn ha. Con này là bộ nhớ 16GB anh em. Test anh em cái bàn tay ha. Nói chung là mọi chức năng là full hết, không có bị gì hết nha. Mình test cho anh em coi cho an tâm khi mình có nhu cầu mua thôi. Ok anh em. Mọi chức năng của máy là khỏi nói gì hết nha, bình thường hết. Camera. Và mình xin nói luôn anh em, cái máy này là mình đã sửa lại camera nha. Bữa trước nó bị camera không chụp hình được. Và mỗi cái tội là sửa camera thôi, còn máy thì ok hết. Một cái bệnh camera là mình đã sửa lại. Và bao cho anh em xài thoải mái nha. Nó mất app thôi, mình chỉ sửa lại cái app ở camera thì giờ là xài bình thường. Đó, con này thì đặc biệt không có gì hết, chỉ có mỗi cái loại đó thôi. Nên mình sẽ bán anh em giá rất là mềm, 2 triệu 3 nha anh em. Con này mình tính anh em giá 2 triệu 3. Anh em mà có nhà ý muốn mua mà muốn giao lưu con iPhone 6 này thì gọi nhanh cho mình ha. Mình chỉ có một cây thôi. Tự do mình sửa camera nên nó mất riêng máy. Thì mình sẽ bán anh em giá 2 triệu 3. Chứ không có ảnh hưởng gì hết nha, không có bị một cái bệnh gì hết nha. Tất cả chức năng là xài ok hết. Rồi, anh em nào mà có nhà ý giao lưu thì gọi liền cho mình ha. Số 0355 356 356 nha. Anh em đừng nhấn Zalo nha. Gọi thẳng luôn cho anh em, cho nó nhanh nha. Chứ nhiều anh em gọi Zalo xong rồi mình lâu quá, mình bận á, mình không coi lại Zalo thì nó trôi mất tin nhắn thì các bạn khác hỏi mua mất. Thì sau này anh em mới gọi lại thì trễ mất nha anh em. Rồi anh em nào nhà ý mua thì gọi thẳng cho mình luôn số điện thoại của mình, giá 2 triệu 3, chỉ có một con này thôi anh em, không có nhiều nha, iPhone 6 nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.
Anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông nha anh em, để clip mới mình biết luôn ha. Rồi cảm ơn anh em.